Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Chia sẻ kiến thức Ly Nhi TV. Và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được các cái video mới nhất từ channel của mình. Trong quá trình sử dụng cái ứng dụng Arota thì rất là nhiều quý phụ huynh và học sinh còn lúng túng trong việc quản lý cái tài khoản Arota của chúng ta. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quản lý tài khoản Arota của chúng ta như thế nào cho nó khoa học và đúng nhất, chuẩn nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành thì chúng ta sẽ bật trình duyệt web lên, và chúng ta tốt nhất chúng ta nên sử dụng cái trình duyệt web Google Chrome. Sau đó chúng ta sẽ gõ vào đó là địa chỉ arota.vn, sau đó chúng ta bấm Enter. Chúng ta sẽ đăng nhập vào cái trang chủ, nhấn vào trang chủ. Chúng ta đã có tài khoản thì chúng ta sẽ tiến hành bấm vào đăng nhập. Sau đó chúng ta sẽ soạn thảo số điện thoại, mật khẩu, sau đó chúng ta bấm vào đăng nhập. Thì khi chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản ở màn hình chính của học sinh, tức là chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản của chúng ta, thì ở đây nó sẽ hiển thị một, đó là cái ngay ở cạnh cái avatar của chúng ta sẽ có cái chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng chuông này thì nó sẽ hiển thị ra được các cái bài tập mới được ra và chúng ta chưa làm. Đó, thì chúng ta chỉ việc bấm vào là nó sẽ hiển thị ra được cái nội dung của bài tập và chúng ta sẽ tiến hành nộp bài. Đây là cái ở trong giao diện chính của học sinh thì nó có hai cái nút chọn, một đó là nút bài tập, hai là nút đề thi. Thì đối với cái nút đề thi thì chúng ta thấy thì có các cái đề mình đã làm, sẽ hiển thị ra và chúng ta đã làm rồi và có xuất hiện điểm. Đấy, có xuất hiện điểm khi mà giáo viên cho chúng ta xem điểm. Đây. Đồng thời nếu chúng ta không thấy được cái thông báo ở trong cái biểu tượng cái chuông này thì chúng ta sẽ tiến hành kéo xuống, hoặc là chúng ta sẽ bật vào các cái mũi tên chỉ lên chỉ xuống đây để làm gì? Để làm gọn cái màn hình chính của chúng ta. Và lúc này thì các bạn có thể tìm đến tên giáo viên mà đã ra bài kiểm tra cho chúng ta, tùy vào giáo viên. Ví dụ giáo viên gửi đường link thì chúng ta chỉ việc nhấp vào đường link và chúng ta tiến hành làm. Còn nếu giáo viên không gửi đường link, tức là giáo viên sẽ cấu hình cái đề giao cho lớp, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào và tìm đến cái giáo viên mà đã thông báo có đề kiểm tra, và chúng ta sẽ tìm đến và chúng ta sẽ tiến hành tìm. Còn đối với phần bài tập thì ở đây chúng ta thấy muốn biết là cái bài tập nào là mình chưa nộp thì nó sẽ hiển thị ở đây. Tức là chúng ta sẽ vào từng giáo viên một. Ví dụ chúng ta sẽ vào từng giáo viên để chúng ta tìm. Ví dụ có những bài đã nộp rồi, còn những bài chưa nộp thì nó sẽ hiển thị chữ chưa nộp. Tương tự đây, như ở đây chúng ta thấy có cả điểm, những bài đã nộp rồi và có điểm, và những bài chưa nộp. Tương tự chúng ta cũng có điểm và những bài chưa nộp, thì nó sẽ hiển thị ra thôi. Các bạn sẽ chỉ việc bấm vào các cái nút mũi tên chỉ lên và mũi tên chỉ xuống để chúng ta truy cập tới các cái bài tập của các giáo viên dạy chúng ta, và chúng ta sẽ biết được là bài tập cũng như là bài kiểm tra của từng giáo viên ra để chúng ta làm. Bài nào chưa nộp, bài nào đã nộp thì nó sẽ có hiển thị đầy đủ. Thì trên đây đó là cái hướng dẫn để giúp chúng ta quản lý cái tài khoản Arota của chúng ta một cách khoa học và chính xác nhất. Nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn hãy bỏ ra 3 giây để nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được các cái video mới nhất từ channel của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video tiếp theo.